76. Thư trả lời cư sĩ X. Con người sống trong thế gian quý ở chỗ giữ bổn phận, phạm hết thảy những kẻ phát điên phát cuồng, thậm chí thường hay sanh lòng bi quan, thường muốn tự sát, đều là do chẳng tu thật hạnh, muốn được đại hạnh phúc, mọi chuyện đều như ý, tài sắc danh vị đều hơn người. Nếu đời trước tu trì có si phước, được thỏa lòng mong mỏi ấy, bèn kiêu ngạo xa xỉ dâm dật, không gì chẳng làm. Cái họa như thế so với chuyện tự sát còn nặng gấp vạn lần, may là chưa đạt được nên còn chưa đến nỗi khốc liệt như thế. Ông muốn tiêu phiền não ấy, hãy nên mọi chuyện đều giữ phận, chẳng nên dấy lên mảy may vọng niệm nào muốn vượt ngoài bổn phận. Tùy duyên làm việc, nếu làm tôi tớ của người khác, ắt phải tận hết trước phận tôi tớ của ta, chẳng lấy đó làm thẹn và ôm giữ tấm lòng. Ta vốn chẳng có tư cách làm tôi tớ, nay được làm tôi tớ, ta phải tận hết chức phận làm tôi tớ của ta. Chẳng sanh tâm hận mình khích người, chủ nhân biết đến ta, ta cũng chẳng vui, chủ nhân không biết, ta cũng chẳng bực. Ta chọn hết phận ta, biết hay không mặc người, tâm không so đo, lòng không uất ức. Làm tôi tớ như thế, chủ sẽ tôn kính như thầy, chẳng dám coi như tôi tớ. Nếu vì ta khéo tận hết chức phận tôi tớ của ta, người khác chẳng dám coi ta là tôi tớ, kính trọng ta như thầy, ta vẫn chẳng khỏi cái tâm tự cao tự đại. Biết tớ hay thầy đều là giả danh, tận hết chức phận của ta mới là thật hạnh. Chỉ sợ hạnh chẳng xứng với danh, mà kệ người ta đãi ngộ như thế nào. Bậc đại nhân thời cổ tùy gặp lúc cùng quẫn, chẳng thể sống được, cũng chẳng có ý niệm lo buồn uất hận, dẫu cho sang quý như bậc thiên tử, giàu trùm thiên hạ, vẫn giữ thái độ như kẻ nông phu nơi dãy bái. Đấy gọi là phú quý bất năng dâm, bẩn tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất. Phú quý chẳng phóng túng, nghèo hèn chẳng đổi dời ý chí, oai vũ chẳng khuất phục. Nên người quân tử vì vậy luôn thản nhiên thảnh thơi, nếu không kẻ tiểu nhân cứ thường phải lo nghĩ. Ông muốn cầu quang trừ căn bệnh của ông, nhưng đối với những chữ ông dùng trong lá thư này, đúng là phải dần dần châm trước mà xem mới hiểu được đó là chữ gì, mới hiểu thư nói về ý gì. Do vậy, Quang biết ông chí lớn, ăn nói lớn lối, chứ tuyệt đối chẳng chú trọng tận lực làm. Nếu yên phận chẳng khoe khoang, nào chịu nêu ra yêu cầu lớn nhất, dùng những chữ hết sức khó nhận biết này, khiến cho người khác phải tốn khá nhiều tâm tư để đọc thư của mình, vì mình lập cách giải quyết nỗi sầu muộn cho mình. Nếu ông có địa vị lớn thì hết thảy những lời phê phán không biết sẽ choáng lộn, cầu kỳ đến đâu. Như chữ viết của ông Phùng Mộng Hoa, viết 10 bức thư có đến 9 bức người khác chẳng nhận biết được toàn bộ mặt chữ, đến nỗi còn chết cháu chết, đứa cháu nuôi để nối dòng cũng chết, quá nửa là do chữ viết vậy. Ông đừng coi đó là điều lạ lùng đặc biệt. Phàm chữ viết, vậy sao cho người ta vừa nhìn liền hiểu ngay, thì mới là cái tâm của vị đại quân tử, vừa lợi người vừa tự lợi. Ông Phùng gửi thư cho Quang, Quang phí rất nhiều công phu, chỉ nhận được mặt chữ 8 phần. Quang viết lại cho ông ta nói, thư của ông Quang chỉ đọc được 8 phần nhưng cũng hiểu ý. Nếu là người không thông thạo mặt chữ cho lắm thì sẽ bị hư chuyện không ít. Mong từ giày đừng dùng kiểu đó nữa để mong lại khắp mọi người. Về sau ông ta viết thư cho Quang dùng lối chữ khải. Quang cho rằng ông ta đã đổi thói quen, hỏi tới người khác thì ra ông ta vẫn giữ nguyên thói cũ. Ông đã phẫn chí muốn tự sát, sợ rằng những gì Quang nói ông chẳng cho là đúng. Trước kia một sĩ quan là người huyện Phiền Trĩ, tỉnh Sơn Tây, họ Tục, do quốc gia chẳng được thái bình, đến lăng của Tôn Trung Sơn, Tôn Văn mổ bụng, được người khác cứu nên chưa chết. Một đệ tử nghĩ là ông ta do đau lòng cho đất nước nên tự sát, liền đặc biệt khuyên ông ta đến Tô Châu quy y. Ông ta ở Tô Châu nhiều ngày, vợ con cũng đi theo. Một bữa nọ dẫn con gái và đứa hầu đi theo, đứa con gái đã lên 10, đứa hầu đã gần 30. Ông ta trò chuyện với Quang, đứa con gái và đứa hầu chơi giỡn, ông ta của mắng. Đứa con gái không nghe, liền nổi giận quát mắng. Chúng hơi yên lặng được một khắc lại nghịch giỡn. Quang hiểu ông ta chỉ biết uất đời, chứ hoàn toàn chẳng có tài giữ yên cõi đời. Chỉ có một bé gái ở chỗ Quang mà còn không kiềm giữ được, huống chi là cầm quân, chẳng thể dạy con cái làm sao huấn luyện binh sĩ được. Nói chuyện này, sợ ông chẳng cho lời Quang nói là đúng, nên mới nêu ra một chứng cớ. Nay gửi cho ông một bộ an sĩ toàn thư, một cuốn Liễu Phàm Tứ Huấn, văn trường lẫn nghĩa lý đều chu đáo đến cùng cực, một cuốn Giảng Nguồn Lục, một cuốn Tọa Hoa Trí Quả, một cuốn Cảm Ứng Thiên Trực Giảng, một bộ Cảm Ứng Thiên Vượng Biên. Hễ lắng lòng đọc, ắt sẽ mong thật hành. Đừng đọc theo kiểu cưỡi ngựa vùn vụt xem đèn, thì mọi chuyện trước kia sẽ giống như đã chết từ hôm qua, mọi sự từ dày sẽ giống như được sanh trong hôm nay, vào những tập khí trước kia chẳng để chớm lên trong tâm nữa. Ngõ hậu mong thành thánh thành hiền, tiến thêm nữa là niệm Phật cầu sanh Tây Phương, thì liễu sanh thoát từ siêu phàm nhập thánh, mãi mãi lìa các khổ, thường hưởng pháp lạc. Quang già rồi mục lực lẫn tinh thần đều không đủ, bất luận ông nghĩ là đúng hay sai cũng đừng gửi thư đến nữa, cũng như chẳng chấp thuận ông giới thiệu người khác đến quy y. Nếu thỉnh kinh nơi Hoàng Hóa Xã cũng đừng gửi kèm thơ cho Quang, gửi riêng hay gửi kèm đều chẳng trả lời, vì chẳng có mục lực lẫn tinh thần để thủ tiếp. Cổ nhân nói, bậc quân tử tận lực thực hành thì được một câu nói tốt lành, sẽ thọ dụng suốt đời không hết. Nếu chẳng chăm chú tận tụy thực hành, dẫu đọc hết sách vở thế gian, đối với chính mình vẫn vô ích. Như dòng thật, hễ được một giọt nước, liền có thể làm mưa khắp cả thế giới. Dòng đất, dẫu ngầm trong nước, cũng chẳng khỏi cái họa táng thân. 77. Thư trả lời cư sĩ Giang Hữu Bằng. Bài Đại học tán ca ngợi sách đại học rất hay, nhưng Quang có mắt như mù. Sư Đức Sâm suốt 2-3 năm lo việc tài sản nhà chùa ở Giang Tây, mệt nhọc đã thành bệnh, chẳng dám dụng tâm. Người trong Hoàng Hóa Xã không có công phu học thức ấy, chẳng thể đứng yên dùm những chức tác của cha ông được. Khi đã gom thành sách, hãy tự đứng ra in. Này đem bài tán này và những bàn thảo trước đây gửi lại, để khỏi bị thất lạc. Hữu trình giữ lòng trình, nhưng vẫn còn chú ý đến thuốc men, đáng gọi là kẻ si. Những hành động sợ hãi băn khoăn cho sự đói lạnh ấy đều là do vọng tâm đang hưởng phước mà không biết là có phước gây nên. Nếu chịu nghĩ, giả sử ta sanh vào nhà nghèo túng, suốt ngày quanh năm bệnh bịu cơm áo mà vẫn khó được thỏa nguyện, thì chẳng muốn làm người nữa hay chăng? Cổ nhân nói, tha kỵ tuấn mã, ngã kỵ lư, tồn tế tư lượng ngã bất như, hồi đầu hiệu kiến thôi xa hán, thì tỷ thượng bất túc, hạ hữu dư. Tạm dịch, người cưỡi ngựa ta cưỡi lừa, xét soi cho kỹ ta thua xa người, ngoảnh đầu thấy ghẽ đầy xe, nhìn lên thua kém dưới ai bằng mình. Đây lời đề thơ cho bức tranh Hành Lạc. Trong bức tranh ấy, phía trước là một người cưỡi ngựa, ở giữa là một người cưỡi lừa, phía sau là một người đẩy xe. Nếu hữu trinh hiểu được ý này, nhất tâm cầu sanh Tây Phương, sẽ lành bệnh si, tránh trí mở mang, thì mới được gọi là huệ trinh. Nếu không, sẽ thành si trinh. Trinh đã kèm theo si, thì sanh về Tây Phương cũng chẳng dễ dàng đâu. Chịu uống phương thuốc này thì may mắn lắm. Về giấc mộng của ông thì chính là do tâm ông biến hiện, không dính dáng chi đến Quang. Quang chỉ là một ông tăng tầm thường chỉ biết cơm cháo, làm sao hiện trong giấc mộng của người khác cho được. Nghi vấn của Du Hữu Phương và những gì nói trong mộng phù hợp với những gì đã viết trong thư Quang. Đấy là Bồ Tát chỉ dạy ông hỏng sanh chánh kiến. Kinh dạy nên hiện thân nào để độ được, liền hiện thân ấy để thuyết pháp. Núi sông cây cỏ, cầu bến đường nẻo, người ngựa binh tướng không gì chẳng tùy cơ mà hiện. Nếu nói đấy chẳng phải là Bồ Tát hiện, mà chắc là do Quang hiện, thì núi sông cây cỏ, cầu bến đường nẻo, người ngựa binh tướng cũng có thể hiện mộng cho người. Có lý ấy hay chăng? Ông đừng có si dại tưởng là Quang. Nếu si dại cho là Quang sẽ thành ra đem phàm lạm thánh, thì ông lẫn Quang đều mắc tội chẳng cạn đâu. Nhớ kỹ nhé. Căn bệnh lắc đầu của cha ông chính là dấu vết cho thấy chẳng thể lành bệnh, nhưng do niệm Phật sẽ có thể được lành bệnh. Ông muốn cụ được hết bệnh hoàn toàn thì cũng có cách. Ông cùng Huệ Trình và vợ ông, 3 người trí thành niệm Quán Âm Cầu Gia Bị. Nếu thật sự trí thành, chắc chắn cụ có thể lành bệnh, vì cha con có sẵn mối liên quan bẩm sanh. Năm Dân Quốc thứ 10, 1921, ông Hoàng Hàm Chi và vợ ăn chay trường, bà mẹ 81 tuổi khuyên cụ ăn chay, cụ không mở miệng. Dọn thức ăn chay, cụ không nuốt thức ăn, chỉ ăn cơm trắng. Quang dạy họ sám hối thay cho mẹ, chưa đầy 1 tháng, cụ liền ăn chay trường. Do mối liên quan bẩm sanh, hễ trí thành sẽ cảm động được Phật Bồ Tát. 78. Thư trả lời cư sĩ Trác Trí Lập. Con người và trời đất cùng xưng là tam tài chẳng phải là chuyện suông, mà ắt phải có công tham dự giúp đỡ sự sanh trưởng thì mới chẳng thẹn. Nếu không, thịt đi thầy chạy, suốt đời ô uế trời đất, sao có thể gọi là tam tài cho được. Nếu lãnh hội được ý này, đem áp dụng vào việc dạy dỗ bọn trẻ, hắn sẽ có thể tận tâm kiện lực, đem tài năng ra dạy dỗ, trước hết lấy đạo đức làm gốc rồi mới đến văn trường là ngọn. Thường luôn rằng nói hiếu đễ, trung tín, lễ nghĩa, liêm sỉ, khiến cho chúng nó biết đạo làm người, khởi tâm động niệm, cư xử, nói năng đều thuần thiện, tạo thành cơ sở có thể dự vào bậc thánh. Kinh dịch nói: mồng dĩ dưỡng chánh, thánh công giã, dạy cho bọn trẻ nhỏ lẽ chánh, công lao bằng với công lao của bậc thánh nhân vậy. Tức là nói về điều này, nếu có thể dùng cái tâm này để dạy người, thì học vấn lẫn phẩm đức của chính mình ngày càng tươi sáng, con người sẽ được cảm hóa, chẳng đợi phải đốc thúc, của trách, mong cho họ sẽ thuận theo. Thiên hạ chẳng yên, thất phu có trách nhiệm. Hiện thời nước loạn, dân khốn đốn, anh em của một nhà đánh nhau, tranh đua muốn tàn hại lẫn nhau, dân không lẽ sống, đều do cha mẹ trong gia đình không khéo dạy, thầy giáo trong nhà trường không khéo dạy. Đến nỗi kẻ có thiên tư, quen thói làm sằng, đứa không có thiên tư cam lòng, làm kẻ giặc bướng bỉnh. Ông giữ được tấm lòng gốc tránh nguồn trong để làm chuyện vun trồng nhân tài, tức là chẳng có địa vị mà nắm quyền cai trị, chẳng lên tòa mà thuyết pháp vậy, còn vui nào hơn. Đối với việc niệm Phật nào có trở ngại chi, sáng chiều tùy sức sức niệm. Ngoài ra những lúc chẳng cần vận dụng tâm tư, hễ thuận tiện bèn niệm, chỉ cần đầy đủ lòng tin chân thành nguyện thiết tha, sẽ tự được vãng sanh. Nếu cứ nói bận rộn cày cấy sẽ dễ niệm Phật, chẳng biết lúc bận rộn cày cấy do khổ sở nên chắc chắn chẳng thể niệm được. Ông nghĩ như vậy đều là chẳng chú trọng tự phản tỉnh, là tỉnh kiến đứng núi này thấy núi nọ cao hơn, chứ không phải là chánh trí thấu hiểu sâu xa tự tâm, hiểu thấu triệt để nguyên nhân trong thế gian vậy. Ông chỉ nên đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, kiêm dùng tín nguyện chỉ danh để cầu sanh Tây Phương, dùng những điều ấy để tự hành, dạy người, dẫu chẳng thể thành tựu lớn lao, nhưng cũng có thể chẳng thẹn làm người, chẳng thẹn làm thầy, đội trời đạp đất vậy. 79. Thư gửi cho cư sĩ Lý Huệ Trừng bản về chuyện xử trí cho Thiêu Hóa Kinh và Tiền Vãng Sanh. Năm Dân Quốc 23, 1934, chuyện đốt kinh cũ rách, tuy có công đức nhưng chúng tôi chẳng dám đề xướng, bởi kẻ thô tâm thì nhiều, họ thường đốt lẫn với trò giấy vàng mã. Trò giấy vàng mã đem bán cho người buôn cho, họ sẽ lược cho giấy để giữ lại những mảnh thiếc đem bán, chẳng khác gì vứt trò kinh ấy vào đống rác hay chăng. Hai chịu cẩn thận dùng riêng vật dụng khác để thiêu, rồi đem trò ấy bỏ trong sông cái biển cả hay chăng. Quang lúc mới xuất gia, thấy khi nhà chùa làm lễ phóng mông sơn đốt ngân phiếu, trong ấy có kèm thêm tiền vãng sanh, in chú vãng sanh giống như đồng tiền nên gọi là vãng sanh tiền. Lúc thiêu thì đốt rồi cầm trên tay, khi lửa cháy đến tay không cầm được nữa bèn vứt đi, thường là chưa cháy hết. Mỗi tờ có nhiều chữ chưa cháy. Năm Quang Tự thứ 16, 1890. Tại chùa Long Tuyền ở Bắc Kinh, buổi sáng ra khỏi cửa chùa, thấy trong giấy, đống giấy đã đốt để tiễn cô hồn trong lễ phóng diệm khẩu hồi đêm có sắp tiền vãng sanh, giải độ 2 tấc, chỉ cháy 1/2. Quang nhặt lấy bỏ trong sọt đựng giấy chữ. Nếu cho ấy bị kẻ hầu quét dọn thì có khác gì bị quăng trong đống rác hay chăng? Do vậy biết rằng bất luận cách nào cũng đều phải cần có người cẩn thận để làm. Nếu người phô trương làm thì trượt được lợi ích mà đã bị họa trước. Mấy năm trước, chùa Thái Bình bán dùm kinh Kim Cang viết bằng chữ son cho Tô Châu Ẩn Bần Hội thuộc chùa Linh Ẩn ở Tô Châu. Hòa thượng Trần Đạt nghe Quang nói bèn thôi chẳng bán nữa. Nếu có người tặng cho kinh Kim Cang viết bằng chữ son, bất tất phải đốt trong khi làm Phật sự, sợ rằng không có người chú tâm cẩn thận để lo toan thì sẽ mắc phải tội trên đây. Hãy nên ở chỗ thành tựu trong nhà, dùng một cái nồi lớn hoặc một cái chậu sắt đầy to, phía dưới lót giấy thiếc, đặt kinh lên trên, phía trên lại phủ giấy thiếc để khỏi bị bay lung tung. Chờ khi lửa tắt, thu lấy cho ấy chứa trong đáy vải mới, bên trong lại bỏ thêm cát sạch hoặc đá sạch, ngói sạch, bỏ nơi chỗ sâu trong sông hay biển để khỏi mắc lỗi. Nếu chẳng bỏ thêm cát đá bên trong, đãi cho sẽ nổi lên không chìm, lại trôi tấp vào bò, rốt cuộc bị ô uế. Đốt kinh mà dụng tâm như vậy, ắt có công đức, ắt chẳng bị tội khiên, nếu không tôi chẳng dám nói. Những kẻ đốt kinh kia có ai không đốt lẫn với giấy vàng bạc, Ở phương Nam, giấy vàng bạc tốt người ta chẳng chịu đốt trên đất. Ở Bắc Kinh, giấy vàng bạc xấu tệ. Các chùa đều chẳng biết kính tiếc chữ. Hễ người ta làm Phật sự, thường hay đem sớ văn đốt trên đường trước cửa nhà, hoàn toàn chẳng dùng đồ chứa đựng. Người thú giày xéo, lỗi ấy chẳng nhỏ, tập quen thành thói, đáng đau xót thay. Đối với chuyện này, về phần chúng ta nên thầm lặng tự giữ. Như khăn vương lót tay, để lễ Phật của nữ nhân ở phương Nam có in danh hiệu của Phật Bồ Tát, trên đó có đóng dấu các chùa. Trải lên đất để lễ Phật hoặc dùng để lót ngồi. Phong tục xấu xa này lưu truyền khắp xa gần. Năm Quang Tự 21-1895, ở chùa A Dục Vương, Quang thấy một phụ nữ dùng miếng vải ấy để lót ngồi. Do đấy bèn nói với vị điện chủ Điện Xá Lợi. Điện chủ nói đấy là phong tục của vùng này, có ý cho rằng Quang lắm chuyện. Vì thế trong Phổ Đà Trí có nói đến tội lỗi ấy, không biết có ai chịu lưu tâm hay chăng. Thế gian chẳng biết có bao chuyện chẳng thể suy xét đến tận cùng, do đã thành thói quen, ai cũng cho là có lý. Nhưng người ăn mặn cho kẻ ăn chay là không tốt lành, bất lợi cho con cháu. Nếu ăn chay trường sẽ làm cho con cháu đoạn tuyệt. Rốt cuộc có kẻ tin theo, chẳng bằng lòng cho cha mẹ ăn chay trường. Những lời ngoa truyền ấy chọn khắp các nơi. Lại nữa, hễ có người sanh nở thì có kẻ niệm Phật chọn chẳng dám gần. Lại có người chẳng nhìn người chết, chẳng nhìn cô dâu mới cưới, cũng như phá địa ngục, phá huyết hồ, trả tiền thọ sanh. Những chuyện vô lý ấy, những ông sư phạm tục vì cầu lợi bèn làm cho người ta, kẻ vô tri vì để tiêu tội bèn bỏ tiền mời người làm. Còn đối với pháp môn niệm Phật thật sự được lợi ích lại coi thường. Vào năm Dân Quốc 18, 1929, Long Tử Tu, bậc thu thừa, tính dùng 1.600 hay 1.700 đồng để làm một hội thủy lục tại Bảo Hoa Sơn, nói với Quang. Quang bảo đem tiền ấy để tổ chức niệm Phật thất. Bọn họ liền bỏ đi không làm, chỉ dùng mấy trăm đồng để niệm Phật. Nếu Quang tán thành họ làm đàn thủy lục thì hai người, mỗi người đều phải tốn hơn 800 đồng. Đủ thấy người thế gian phần nhiều thích chuyện náo nhiệt phô trương, chứ không phải là chân thật cầu siêu cho người đã khuất và phổ độ cô hồn. Giấy vàng bạc cũng chớ nên bỏ, mà cũng không nhất định phải thiêu bao nhiêu. Cần biết đây là thứ dùng để cứu giúp cô hồn, chứ Phật Bồ Tát và người vãng sanh chọn chẳng dùng đến. Cũng là nhờ Phật lực, pháp lực, tâm lực mà biến ít thành nhiều. Nếu mỗi người đều được một tờ thì dù số đến ngàn vạn vạn tờ cũng chẳng thể chọn khắp được, vì cô hồn và quỷ thần chọn khắp hư không vậy. Nếu biết nghĩa biến ít thành nhiều thì cái tâm cứu tế cô hồn cũng chọn hết, mà cũng không mắc lỗi quá sức phung phí. Ấy là do lòng ai nấy trí thành làm, thì tâm lực chọn khắp, của cải trong cõi âm cũng được chọn khắp theo. 80. Thư giới thiệu sử dụng xà phòng tam tinh làm bằng chất béo thực vật. Năm Dân Quốc 18, 1929, nỗi thảm sát kiếp trong cõi đời gần đây đúng là xưa nay chưa từng nghe đến. Xét đến cội nguồn, phần nhiều là do sát sanh ăn thịt mà ra. Muốn cứu vãn, nếu không tự đề xướng nhân quả báo ứng, khiến cho hết thảy mọi người cùng phát cái tâm, dân như người ruột thịt, vật giống hệt như ta, đều cùng kiêng giết ăn chay, sẽ không thể có cách nào đạt hiệu quả cho được. Ngoài chuyện ăn thịt ra, phàm nhớ với những chuyện gì có thể giấy động cơ duyên giết chóc đều phải lập cách sửa đổi. Như do từ chuyện chế biến xà phòng mà sát sanh thì cũng không thể kể hết được số, bởi lẽ xà phòng dùng mỡ động vật mới khử được hầm. Những thứ chất béo khác không có tánh ngưng kết, hoặc tuy có tánh ngưng kết nhưng đều mắc quá, vì vậy đều dùng mỡ bò để làm. Bò là loài gia súc có công lớn đối với con người, do điều này chúng bị giết không thể tính toán được, thật là một chuyện đáng ngậm ngùi lắm. Mấy năm trước, cư sĩ Châu Văn Minh và một vị tăng ở Phổ Đà sáng chế một loại xà phòng làm bằng dầu thực vật. Quang đã từng thuyết minh căn cội của nó, báo với tứ chúng, hầu như được hết thảy thiện tín tán thành chấp thuận. Tiếc là nguồn vốn không bao nhiêu, chẳng đầy mấy tháng bèn lỗ vốn phải đình chỉ. Sau này xưởng xà phòng và nến Nam Dương làm kèm thêm xà phòng bằng dầu thực vật, do giá thành cao nhưng lợi tức kém nên cũng lại đình chỉ. 3-4 năm trước, thường có Phật giáo đồ từ phương xa gửi thư hỏi Quang chỗ bán muốn mua về dùng. Cũng có người muốn đứng làm đại lý bán lại. Quang thường đem chuyện ấy ghim trong lòng, mong có người phát tâm cứu sanh mạng ngăn giết, lại làm xà phòng bằng chất béo thực vật để cởi gỡ mối lo buồn kín đáo của tôi thì còn may mắn nào hơn. Tháng 10 năm ngoái, Tổng lý, Giám đốc của Trung Quốc Hóa học Công nghiệp xã tại Thượng Hải là Phương Dịch Tiên cùng mẹ và vợ đến quy y. Quang hỏi, ông có làm xà phòng hay không? Thưa, có làm ạ. Quang dặn nên làm xà phòng bằng chất béo thực vật. Ông ta thưa, vâng, chỉ nói xà phòng bằng chất béo thực vật giá thành khá cao, nếu để giá cao người ta không chịu dùng. Do vậy các xưởng chế tạo xà phòng đều chẳng chịu làm. Đã vâng lời thầy dạy sẽ thỏa nguyện thầy, nhưng nếu không nghiên cứu nhiều cách sẽ không thể được. Khoảng giữa xuân và hạ năm sau sẽ có thể làm ra được sản phẩm. Đến đầu tháng 3 năm nay, ông ta đến gặp Quang, nói xà phòng bằng chất béo thực vật thì khuôn và đồ đựng đều chế tạo ổn thỏa rồi, nhưng phòng xưởng chưa đủ dùng, hiện đang xây cất, đến giữa tháng 4 sẽ có thể bán ra được. Quang nghe xong khôn ngoan mừng rỡ. Mệnh tử có nói, thì nhân khủng duy bất thương nhân, hàm nhân duy khủng thương nhân. Người chế tạo mũi tên chỉ sợ chẳng làm người khác bị thương, người chế tạo áo giáp chỉ sợ người khác bị thương. Cùng là kiếm lời, nhưng từ bi hay tàn nhẫn, tội hay phước khác biệt lớn lắm. Chỉ một hành động này không biết đã bớt giết bao nhiêu sành mạng. Đúng là nghệ dã nhi tấn hổ đạo hĩ, nghề nghiệp là để tăng tấn đạo vậy. Mong sao hết thảy mọi người cùng hàng với tôi đều dùng loại xà phòng bằng dầu thực vật này, thì hết thảy những xưởng chế tạo xà phòng bằng mỡ động vật phải đổi sang làm xà phòng bằng dầu thực vật. Ngõ hầu được mọi người chiếu cố, quyết chẳng vì giá thành của xà phòng bằng mỡ động vật rẻ hơn mà chẳng chịu thay đổi. Quang già rồi, tinh thần ngày càng giảm, việc thù tiếc ngày càng nhiều, sau thu sẽ náu mình ẩn kín mãi mãi. Sợ rằng có lẽ các Phật giáo đồ đồng hàng với tôi tại các tỉnh không biết, nên tôi bảo ông ta in ra bảng giá để mọi người đều biết. 81. Thư gửi cư sĩ Minh Quang. Pháp môn tịnh độ là pháp môn bình thường nhất nhưng cao sâu nhất trong Phật Pháp. Nếu không phải đời trước sẵn đủ huệ căn, quả thật khó để sanh chánh tín sâu xa. Đừng nói nhà nho chẳng dễ sanh lòng tin, ngay cả bậc trí thức, thông tông thông giáo cũng thường dựa theo ý nghĩa. Trong tông giáo đều luận định, phán đoán, đến nỗi đối với Pháp, khiến cho hàng phàm phu sát đất trước đoạn phiền hoặc, mà được liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh ngay trong đời hiện tại. Chẳng thể nghĩ bàn này, họ chẳng những không chịu tự tu mà còn chẳng chịu dạy người khác tu, vì họ chẳng biết pháp này chính là pháp môn đặc biệt trong Phật Pháp, cứ lấy giáo nghĩa của tông giáo làm chuẩn nên mới hy phạm những lỗi lầm ấy. Nếu thoạt đầu họ liền biết được nghĩa này thì lợi ích lớn lắm. Người thông minh phần nhiều chú trọng hiểu lý để ngộ cái tâm, chẳng biết niệm Phật chính là đường tắt để hiểu lý ngộ tâm. Nếu có thể niệm niệm tương ứng thì sẽ tự hiểu được lý, ngộ được tâm. Dẫu chưa làm được, bèn cậy vào Phật từ lực vãng sanh Tây Phương. So với những kẻ hiểu được lý, ngộ được tâm nhưng chưa đoạn phiền hoặc, vẫn cứ luân hồi sanh tử, chọn không có lúc thoát ra, thì sự khác biệt giữa trời và đất đã chẳng đủ để sánh ví sự hay và dở. Huống chỉ đã vãng sanh, liền thân cận Phật A-di-đà và Thánh chúng, sẽ đích thân chứng được vô sanh pháp nhẫn. Há nào phải chỉ hiểu được lý, ngộ được tâm mà thôi ư? Pháp môn tịnh độ chỉ có bậc thượng thượng căn và ngu phu ngu phụ mới được lợi ích thật sự. Còn kẻ thông minh, thông tông thông giáo phần nhiều do trí lớn, ăn nói lớn lối, chẳng chịu cậy vào Phật tử lực, cứ dốc trí cậy vào đạo lực của chính mình, cam lòng nhường cho ngu phụ sớm dựng vào dòng thánh. Có lẽ trong quý ấp có kẻ mang kiến giải như vậy, cho nên tôi mới nói sơ lược nguyên do. Đã muốn quy y thì nay đặt cho ông pháp danh là Khế Quang, tiếng Phạn A-di-đà, cõi này dịch là vô lượng thọ, hay cũng dịch là vô lượng quang. Nếu có thể nhất tâm niệm Phật thì chính là lấy quả địa giác làm nhân địa tâm. Nếu có thể tâm tâm tương ứng thì nhân trùm biển quả, quả tột nguồn nhân, cực bình thường nhưng cực huyền diệu. Nếu có thể tiên nhận thì đáng gọi là bậc đại trượng phu lỗi lạc. Quang do túc nghiệp sanh ra, liền bị bệnh mắt, may còn được thấy bầu trời hơn 70 năm. này thì mất hết sức yếu lòa, cự tuyệt hết thảy những chuyện thù tiếc bút mực, sợ ông bị dao động, bị thuyết phục bởi những kẻ đề xướng hướng dẫn thuộc những tông khác, nên đặc biệt nói đại lược hai nghĩa đặc biệt và thông thường, ngõ hầu chẳng đến nỗi, biến khéo thành vụng cầu thăng, lên đâm ra đọa xuống. Hãy nên thường xem Tịnh Độ Ngũ Kinh, sẽ biết pháp môn Tịnh Độ là pháp môn tổng trì để mười phương ba đời hết thảy chư Phật, trên thành Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh. Nếu vẫn chưa bị thuyết phục, hãy nên thường xem Tịnh Độ Thập Yếu, thì mọi thứ nghi ngờ sẽ tiêu tan, vầng trăng nhất tâm dạng ngời. Văn sao, tuy nguồn từ vụng về chất pháp, nhưng đã nêu tỏ đại lược về nguyên do của thiền và tịnh, cũng như những điều có ích cho luân thường trong cuộc sống hàng ngày, cũng có thể giúp cho việc tự lợi lợi tha. 82. Thư gửi cư sĩ tự giác năm Dân Quốc 16, 1927. Chuyện trong thiên hạ có lý nhất định, chứ không có sự nhất định. Hãy nên dùng lý để định đoạt sự, dùng sự để luận lý, ngõ hầu phù hợp thiên lý tình người, thì mới nên. Mạnh tử dạy nam nữ thọ bất thân vì lễ, nam nữ trao và nhận đồ vật chẳng đụng chạm nhau, đó là lễ. Nhưng lại cũng nói tẩu nịch bất viện vi xài lang, chị dâu chết đuối không cứu thì là loài lang sói. Trong lúc ấy cố nhiên chẳng thể tuân theo lễ nghi trong lúc bình thường để luận được. Đứa con hiếu thờ cha mẹ không hề trái nghịch, nếu cha mẹ mọc nhọt độc còn phải dùng kim dùi, dao, kim nạo để khêu cắt, lại còn phải dùng hết sức nặn mủ, đến khi thấy ra máu mới thôi. Đây cũng là chỗ thể hiện lòng hiếu. Nếu sợ là mạo phạm ngũ nghịch thì mạng sống của cha mẹ xong luôn. Nhưng chớ nên thấy có những người làm như vậy được cho là hiếu, để rồi cha mẹ không bị nhọt độc mà vẫn cứ khêu cứ cắt như vậy, sẽ trở thành đại nghịch bất đạo, trời sẽ nổi sấm xử tử. Kinh nguyệt của nữ nhân là cố tật của quá nửa đời người, xảy ra độ mấy ngày, sao lại vì thế liền ngưng niệm Phật. Lúc bình thường ắt phải hết sức sạch sẽ trí thành, đến lúc ấy tuy thân thể chẳng thể hết sức sạch sẽ thì càng nên trí thành gấp bội. Trong đồ lót phải chêm thêm vài lót giày, đừng để máu dơ chảy ra Phật đường. Hễ tay sờ vào phần dưới thân ắt phải rửa sạch. Nếu lễ bái không tiện thì ít lễ bái. Đối với việc niệm Phật tụng kinh, cố nhiên dùng tâm hạnh trí thành cung kính thì công đức chẳng giảm bớt so với lúc bình thường. Do Phật là cha mẹ đại từ bi của hết thảy chúng sanh, trong lúc bệnh ấy phát ra, nếu trí thành niệm Phật thì Phật sẽ càng sanh lòng xót thương gấp bội. Như kẻ ngu chấp trước, hễ thân có bệnh chẳng sạch như vậy thì chẳng thể niệm Phật. Vậy thì nếu con cái té trong hầm xí cũng chẳng thể gọi cha mẹ cầu cứu, có lẽ ấy hay chăng? Người niệm Phật nên đi đứng, nằm ngồi, tâm thường nghĩ nhớ, lúc bình thời ở nơi sạch sẽ và lúc áo mũ chỉnh tề, để niệm ra tiếng hay niệm thầm đều được. Chỉ lúc ngủ, đại tiểu tiện, trần chuồng tắm gội thì nên niệm thầm, chớ nên niệm ra tiếng. Nếu gặp tai nạn đau binh, nước lửa thì ở bất cứ chỗ nào, trong bất cứ trạng thái nào đều nên niệm ra tiếng, vì niệm ra tiếng so với niệm thầm càng đắc lực hơn. Nếu khi nữ nhân sanh con, nên niệm ngày từ lúc chưa sanh và đến khi lâm bồn. Tuy trần chuồng chẳng sạch sẽ, vẫn nên niệm ra tiếng. Lúc ấy là lúc có liên quan đến tánh mạng, như té trong lửa, nước, cầu được cứu giúp, chẳng thể luận trên dáng vẻ chẳng đoan trang ô uế bất tịnh, vân vân. Nữ nhân khó sanh chẳng phải là có oán thù với đứa con sắp sanh, mà chính là oan gia đời trước gây trở ngại, hầu không sanh được, khiến cho bị đau khổ. Sản phụ niệm Phật và những người chăm sóc chung quanh đều cùng vì người ấy niệm Phật, thì những kẻ oan gia kia nghe tiếng niệm Phật sẽ liền tháo lui, chẳng dám cản trở. Do vậy càng phải nên dạy con gái niệm Phật từ nhỏ, ngõ hầu diệt sẵn cái nạn này. Nếu là người lúc bình thường luôn niệm Phật, chắc chắn sẽ chẳng đến nỗi có sự nguy nan này. Dẫu là người lúc bình thường chẳng niệm Phật mà lúc ấy có thể trí tâm niệm thì chắc chắn cũng được dễ sanh. Kẻ ngu chấp lý hẹp hòi, chọn là hễ đàn bà trong nhà sanh con thì cả nhà đều chẳng được cúng Phật, cũng chẳng được niệm Phật, nếu không sẽ mắc tội. Đấy là chấp chết cứng vào toa thuốc để trị biến chứng, chỉ biết lẽ thường, chẳng biết quyền biến, đáng thương vậy thay. Ông nên đem nghĩa này nói với những phụ nữ thân cận láng giềng thì công đức ấy lớn lắm, lại chẳng tốn kém mảy may, có thể gọi là cứu người từ lúc chưa nguy. Nhưng cần phải phân biệt cặn kẽ, chớ nên cho rằng nữ nhân sanh con trần chuồng ô uế không trở ngại gì. Do vậy lúc bình thường cũng chọn không kính sợ chi, chẳng cần phải sạch sẽ thì lại chuốc tội chẳng cạn. Lúc bình thường phải noi theo lẽ thường, Lúc có kinh nguyệt và lúc sanh con chính là lúc biến lý, lý thay đổi. Hãy xét kỹ thí dụ do Mạnh Tử và Quang đã nói sẽ tự biết rõ. Nay gửi cho ông một bộ văn sao, một bộ an sĩ toàn thư, một bộ quán âm tục, hai bộ thọ khang bảo giám. Hai cuốn thọ khang bảo giám xin hãy đọc kỹ. Văn sao thì chẳng những tu trì tịnh nghiệp có chỗ làm căn cứ nương tựa, ngay cả những cách xử thế giữ thân, đẻ ra, dạy con vân vân đều có nêu rõ. Trong đời hiện thời, ắt cần phải sốt sắng để sướng nhân quả báo ứng. Dạy con cố nhiên là nhiệm vụ trọng yếu, nhưng dạy con gái càng quan trọng hơn dạy con trai. Bởi lẽ con người lúc bé thường ở bên mẹ. Nếu mẹ hiền thì con cái cũng tự nhiên sẽ hiền. Do thường được un đúc, nuôi dạy đã tập quen thành thói, đến khi lớn lên được cha dạy dỗ sẽ thuận chiều chỉ dạy, thật là dễ dàng. Đời hiện tại loạn đến mức như thế này đều là vì không có hai thứ khéo dạy trên đây mà nên nỗi. Quang không có sức cứu vãn kiếp vận, nhưng có tâm cứu đời, cho nên ở đây mới giải dòng một phen. Nếu chẳng cho lời bàn của lão tăng là viển vông hủ bại thì may mắn lắm thay. 83. Thư trả lời cư sĩ Lưu Nhân Hàng bàn về chuyện Hoàng Dương nhân quả. Quang là một ông tăng chỉ biết cơm cháo, sao lại khen ngợi quá mức khiến Quang hổ thẹn không trốn nương thân. Thánh nhân thế gian lẫn xuất thế gian dùng sự lý nhân quả để bình trị thiên hạ, độ thoát chúng sanh. Người đời nay đa phần chẳng cho như vậy là đúng, cứ làm riêng theo cách mới, đến nỗi chú trọng cạnh tranh, xâm đoạt để mong tăng lớn thế lực, mở rộng lãnh thổ của ta. Tà sát lẫn nhau chọn không ngừng dứt, nhân họa đã khốc liệt, thiên tai lại giáng xuống, vận nước nguy ngập, dân không lẽ sống. Bởi vì chẳng coi nhân quả báo ứng là đúng mà ra. Cái gốc họa này vẫn viết kết lại đã lâu, nay đã dần dần bộc phát. Nào phải do một hai người tuyên truyền mà có thể vãn hồi được ư? Nguyện rộng sâu của các hạ, Quang khâm phục cùng cực, nhưng Quang đã trở thành phế nhân, chẳng những không thể tương trợ mà cũng chẳng thể khuyên người khác tương trợ. Vì sao vậy? Do không có tinh thần ăn nói và không có mục lực để viết chữ. Trộm cho rằng tuyên truyền trong lúc sắp đánh nhau hay lúc sắp đánh nhau, cái tâm quyết liệt của đôi bên hơi khó buông xuống ngay lập tức được. Vừa uổng tiền tàu xe vừa bị nguy hiểm, chẳng bằng dứt lo, quyền duyên, nhất tâm lễ tụng, cầu tam bảo, ngầm rủ lòng gia bị, khiến cho những kẻ có quyền lực trong các nước diệt dứt ác niệm, phát khởi từ tâm. Nếu được cảm ứng, lợi ích ấy lớn lắm. Nếu chẳng thể cảm ứng nơi các nước thì cũng sẽ ngầm kết pháp duyên với người các nước, lợi ích ấy cũng chẳng nông cạn đâu. 84. Thư trả lời cư sĩ Dương Phật Điển. Nhận được thư, biết ông hàng ngày lễ tụng siêng năng, chuyên tinh, vui mừng, an ủi không chi sánh bằng. Bóng đèn ông đã nói đó chẳng phải là bóng của Phật hay Bồ Tát, mà cũng chẳng phải là bóng của oán gia đối đầu hiện ra. Vì Phật Bồ Tát nếu đã hiện ác sẽ sáng tỏ, thấy được mặt mắt, vân vân, còn oan gia sẽ hiện tướng đáng sợ. Bóng ấy chính là cô hồn đã có duyên với ông trong đời trước, mong nhờ vào sức niệm Phật tụng kinh để được siêu sanh vào đường lành. Hãy nên sao khóa tụng vì họ hồi hướng, lại còn chuyên hồi hướng cho họ, khiến cho họ tiêu trừ ác nghiệp, tăng trưởng thiện căn, nương Phật tử lực vãng sanh Tây Phương thì có ích cho họ. Ngõ hầu chẳng phụ một phen họ khổ sở hiện bóng. Lại nữa, phàm là người tu hành, tâm phải có chủ ý, thấy cảnh giới tốt chẳng sanh hoan hỉ, thấy cảnh giới không tốt chẳng sanh sợ hãi. Được như thế thì các cảnh giới đã hiện đều trở thành duyên trợ đạo, nếu không chúng đều trở thành duyên chướng đạo. Thêm nữa, phàm là người tu hành đều nên lấy trí thành cung kính làm gốc, giữ lòng từ bi khiêm tốn. Lòng nghĩ thân làm tuy chẳng thể hoàn toàn tương ứng với Phật, nhưng cần phải nỗ lực gắng công, ngõ hầu chẳng trái nghịch tâm hạnh của Phật, thì mới đáng gọi là người tu hành thật sự, là đệ tử Phật thật sự. 85. Thư trả lời cư sĩ Thùy Đức Trấn. 5 lá thư, 5 giấy quốc 21, 1932. 1. Hết thảy chúng sanh đều sẵn có tánh đức, nhưng rất ít có tu đức. Này đã phát tâm học Phật, là do từ tánh đức khởi lên tu đức. Tuy có tâm ấy, nhưng nếu chẳng kiệt thành, tận kính tu trì thì tu đức chẳng thể tăng trưởng, tánh đức vẫn bị phiền não ác nghiệp gây chướng ngại như cũ, chẳng thể hiển hiện được, như mặt trời trong mây, chọn chẳng thấy được tướng sáng. Vì thế phải phấn chấn tinh thần, giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, làm các điều lành trong thế gian, lại phải cạn lòng thành, tột lòng kính, sanh tín phát nguyện, niệm Phật cầu sanh Tây Phương để tu pháp xuất thế gian. Trong thế gian, học một tài một nghề đều phải dốc hết toàn bộ tinh thần thì mới có thể thành được. Nay là Phạm Phu sát đất lại muốn ngay trong đời này siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, há chẳng phát khởi mạnh mẽ chí hướng lớn lao, nâng cao tinh thần mà thành được ư? Ý nghĩa của chữ đức trấn là như vậy đó. Nếu có thể mạnh mẽ dẹp dứt thì danh tương ứng với thật, nếu không chỉ là hữu danh vô thật. Đấy là do chính mình phạm lỗi không thể mạnh mẽ dứt dẹp, chứ không phải là Phật Pháp chẳng thể lợi người vậy. 2. Bệnh đã sắp phát ra do nhờ đại sĩ che chở nên được lành. Lẽ ra nên sốt sáng coi trọng việc ấy, tu chỉ pháp môn tịnh độ trọng yếu bậc nhất này. Sao lại ơ hở đi hỏi chuyện chẳng cần kíp? Rốt cuộc chẳng qua cũng là cùng một điệu bộ với kẻ đi đường hỏi lối. Do vậy tôi biết lòng tin các hạ đã nói ấy chỉ là lòng tin hời hợt bên ngoài. Cái hạnh các hạ đã nói đó chính là hạnh vui chơi. Nếu thật sự lấy chuyện này làm chuyện bậc nhất trong đời người, thì những gì được ẩn chứa bên trong sẽ lộ tướng ra bên ngoài, thoạt nhìn là biết ngay. Các hạ có câu hỏi thì đã phúc đáp, có yêu cầu kinh sách cũng đã gửi qua bưu điện. Quang giả rồi tinh lực chẳng đủ, từ giày chớ nên gửi thư tới nữa, gửi đến sẽ không trả lời. Một là do không rảnh rỗi để thủ tiết, hai là do bận bịu quá nhiều chuyện. Thứ nhất, tâm kinh, bản dịch của Ngài Huyền Trang chính là bản dịch toát yếu, cho nên không có phần chứng tín tự và phần kinh văn lưu thông. Nhưng bản dịch của Ngài Bát Nhã và Lợi Ngôn Đời Đường với bản dịch của Ngài Thi Hộ Đời Tống đều có cả. Thứ hai, hết thầy kinh chú tuy có các loại do Phật nói hay Bồ Tát nói khác nhau, tuy do Bồ Tát nói nhưng cũng đã được Phật chứng minh thì đều có thể gọi là Phật thuyết. Ông cho đó là do đệ tử Đức Phật trước thuật. Người hỏi vốn dùng lậm chữ trước thành chữ bút, sao lại miệt thị kinh chú quá đáng vậy? Dùng cái tâm này để tụng kinh chú chắc chắn chẳng có sự cảm ứng, chẳng thể nghĩa bàn. Thứ ba, tu la, cõi này dịch là phi thiên, nghĩa là có phước báo trời nhưng không có đức của chư thiên. Do họ có phước nên cũng được xếp vào thiện đạo, do họ sân hận kiêu mạn tranh đấu nên cũng bị xếp vào ác đạo, vì thiện ác tội phước xen tạp vậy. Trong đời có kẻ tin Phật nhưng thường lầm lạc, tự nảy sinh ý kiến, ôm lòng nghi báng. Nói về phần được của người ấy thì có gọi là bậc chánh tín, nhưng nói về chỗ mất của người ấy thì cũng gọi là kẻ tà mê. Thứ tư, Sa Bà là tên chung của tam thiên đại thiên thế giới. Thứ năm, kiết già phu tọa, ngồi kiết già. Trước hết dùng chân phải đè lên đùi trái, dùng chân trái đè lên đùi phải gọi là già phu. Chữ già vốn viết là chữ da, có nghĩa là hai mu bàn chân đâu vào nhau, phu là mu bàn chân. Nhưng ngồi lâu thì có thể thay đổi trái và phải cho nhau, đừng chấp chặt phải luôn luôn như vậy. Nếu chẳng thể xếp cả hai chân thì chỉ cần dùng chân trái đè lên chân phải là được rồi. Cách này gọi là bán da, thường đọc trại là bán già. Thứ sáu, giường to cao rộng, được nói đến trong Bác Quan Trai Giới chính là giường dây của tăng nhân hành hạnh đầu đà ở Tây Vực. Nước ta không theo cách này, chỉ là chớ nên ngồi trên giường sập quý trọng hiếm đẹp mà thôi. Loại giường dây này giống như bộ cương ngựa ngày nay, dùng dây bện thành có thể mở ra hay xếp lại được. Cao chẳng quá 1 thước 6 tấc, rộng chẳng quá 4 thước. Thước ở đây là thước đời Châu, nhỏ hơn thước hiện thời 2 tấc. Giường này không phải là giường để ngủ mà là giường để tọa thiền. Thứ bảy, chỉ có đường tắt tu hành. Đây chính là giáo nghĩa, có thể chiếu theo văn tự để hiểu, y theo như cũ, đi nhiễu. Đây chính là ý nghĩa trong nhà thiền, phải có chỗ ngộ thì mới biết triệt để được. Tào Đỗ Xuyên tự cho là bậc đại thông gia, thông tông thông giáo, còn hiểu lầm ý này. Các hạ muốn tôi giảng ý nghĩa này đúng là lời hỏi dẫn chơi. Các hạ hãy buông xuống hết thảy tri kiến thừa thãi, nhất tâm niệm Phật, niệm cho đến khi tâm lẫn Phật đều mất cả rồi, sẽ tự phát ra một tràng cười to, hoàn toàn hiểu rõ. Khi chưa đạt đến, dẫu người khác có giảng cho vẫn chẳng biết được. Ví như đã đến điện Hàm Nguyên, mọi thứ trong điện ấy đều biết hết. Nếu vì người chưa đến đấy mà nói, thì dù có nói rõ ràng vẫn mờ mịt, không biết y như cũ. Những câu nói trong nhà thiền đều nhằm dạy người khác tham cứu. Nếu hiểu theo ý nghĩa văn tự, thì chẳng những không được lợi ích, mà còn có thể coi hiểu lầm là ngộ, tội ấy cực lớn. Dẫu ngộ thật sự, nhưng liễu sanh thoát tử vẫn còn cách xa lắm. Do kẻ ấy chỉ cày vào tự lực, phải là sau khi đại ngộ rồi, phiền não hoặc nghiệp đoạn sạch không còn sót gì thì mới liễu được, nếu không chẳng do đâu mà liễu được. Pháp môn niệm Phật nếu đầy đủ lòng tin chân thật, nguyện thiết tha niệm Phật cầu sanh Tây Phương, thì cậy vào Phật từ lực đối nghiệp vãng sanh. Căn tánh của các hạ cũng chỉ có thể học theo cách tu trì của hàng ngu phụ. Nếu lầm lẫn, bắt chước thân phận của Tào Đỗ Xuyên, thì chẳng những liễu sanh tử chọn chẳng có phần, mà còn thật sợ rằng đoạn lạc ba ác đạo, ắt đã sẵn phần. Vì sao vậy? Do chưa được bảo là được, do chưa chứng nói là chứng, do vậy hoại loạn Phật pháp khiến cho chúng sanh lầm lạc nghi ngờ. Thứ 8, những sách như Văn Sao, vân vân, gửi đi một gói. Nếu chẳng hiểm là hèn kém dở tệ, xin hãy đọc kỹ, hành theo. Ngõ hầu chẳng uổng cuộc đời này và sự gặp gỡ này. Nếu cho là chẳng đáng để vào mắt, thì hãy đem cho người thiếu mắt. Từ dạy chỉ nên bàn bạc trình bày với ông Phí Phạm Cửu. Đừng gửi thư cho bất huệ nữa, do tôi không đủ tinh thần thủ tiếp. 3. Chuyện trong thế gian có chuyện nên dùng lý để luận, có chuyện nên dùng tình để luận. Nói về chuyện của vị tên X nọ, cố nhiên nên dùng tình để luận, chứ nên cố chấp vào lẽ thường để đoán định. Sự việc xảy ra đã 5 năm rồi, cũng không sợ người ta thấy nghe. Người ấy đã cùng với người tên Y sống yên, chỉ nên để mặc. Nếu thật sự có lòng hiếu thảo, ắt sẽ thay cho người ấy lễ Phật sám hối, cầu cho người ấy giác ngộ. Lúc đến thăm hỏi nên khuyên người ấy niệm Phật, đây là dùng tình cảm. Nếu người ấy gặp vốn khó thì chẳng ngại gì câu châu cấp. Buôn bán trái lẽ để sống không thể khuyên can được, thì chuyện này lấy tình mẹ con làm chuẩn, chẳng thể luận theo lẽ thường. Còn đối với ông Y ấy cũng chẳng được coi như kẻ oán cừu, kính nhi viễn tri mới là hợp lẽ. Nam nữ tuy khác, tâm niệm vốn đồng. Trong đời có những gã đàn ông trong nhà đã có thê thiếp, vẫn còn lang trạ với phụ nữ của người khác ở bên ngoài. Con cái người ấy chẳng thể vì chuyện đó mà không coi ông ta là cha. Đối với người được cha thương yêu, tuy chẳng thể coi như là mẹ, nhưng cũng chớ nên xem như kẻ oán cừu. Coi như kẻ oán cừu tức là oán cừu cha, sau này có thể dẫn đến những cử chỉ báo oán hành hung. Vì thế hãy nên kính nhi viễn tri. Sách Lễ Ký nói: phụ mẫu chi sở ái diệt ái chi, phụ mẫu chi sở kính diệt kính chi. Cha mẹ yêu mến gì thì ta cũng yêu mến nấy, cha mẹ kính trọng gì thì ta cũng kính trọng nấy. Đối với chó ngựa mà còn như thế, huống gì là con người. Chỉ cần chẳng sanh phân biệt, tận hết lòng hiếu thảo của chính mình, thì đối với thiên lý tịch người lẫn Phật pháp để có thể chẳng trái nghịch. Mong hãy đem ý này nói với người ấy sẽ chọn được lòng hiếu đôi bề, có thể khiến cho cha mẹ sanh lòng tránh tín, cầu sanh Tây Phương, lấy niệm Phật làm chuyện tránh. Chỉ nên quên đi chuyện cũ thì tình cảm mỗi ngày một thân thiết, lời nói sẽ nghe lọt tai. Về phần cậu của ông, tôi đã bảo gửi Văn Sao, Gia Ngôn, Thống Kỷ, An Sĩ, Tránh Tín, vân vân cùng một biêu kiện, nay sẽ gửi sách đi. Từ hôm trước của ông, tôi cũng đã nhận được rồi. Cha mẹ ông đều một bè có tín tâm, này hãy nên uyển chuyển khuyên dụ họ, khiến cho tín tâm của họ tăng trưởng. Quả thật là ý nghĩa trọng yếu để người làm con, người làm Phật tử báo đền cội gốc vậy. Ông nói phần biện thể và lợi ích về mặt pháp do nghe chim hót trong sách Di Đà yếu giải không rõ ràng, xin Quang giải thích. Các giáo nghĩa thấu đạt lý rất sâu ấy, há kẻ sơ tâm có thể hiểu rõ ngay được ư? Nếu giải thích, người nghe cũng phải đã có mấy phần hiểu rõ rồi thì mới được. Nếu không phải tốn bao nhiêu bút mực mới có thể làm cho ông hiểu rõ ràng từng điều một. Ông hãy nên nhất tâm niệm Phật, sau 2-3 năm sẽ tự có cơ hội hiểu rõ ràng. Nếu muốn gấp hiểu rõ ràng ngay, hãy nên thỉnh một bộ Di Đà yếu giải tiện mông sao, lắng lòng đọc, họa chăng biết ngay. Nếu vẫn chưa thể hiểu rõ ngay thì cần phải chu luyện từ từ mới biết được. Vào năm ngoái, Quang đã nhận lời cư sĩ Lý Viên Tịnh tu chỉnh các bộ Thanh Lương, Nga Mi, Kiểu Hoa Trí. Năm ngoái đã nhờ ông Hứa Chỉ Tịnh lo đại cương, còn phần tu chỉnh đều giao cho Quang. Hơn một năm qua, do thư từ và các việc bộn bề, một bộ cũng chưa thể sửa xong. Trước kia chưa sắp chữ ngay nên có chậm trễ cũng không sao. Này Thành Đường Trí đã sắp chữ mà mới chỉ sửa được một nửa, thường là mười mấy bữa chẳng rảnh rỗi được một ngày. Vì thế này quyết cự tuyệt hết thảy chuyện thủ tiếp để làm việc này, nếu không hai đằng đều chẳng được lợi ích. Từ giải bất luận chuyện nào, người nào cũng đều đừng gửi thư đến, gửi đến cũng không trả lời. Nếu không do chuyện này thúc bách cùng cực, khó được như phát điều chuyển những bộ danh sơn trí trong thế gian, há nên làm cho xong chuyện hay sao? Mong hãy đem lời này nói với hết thảy người quen biết, và cũng đừng giới thiệu người khác đến quy y. 4. Đứa con gái ấy sinh ra để đòi nợ, chết là xong nợ, không còn ngờ gì. Chỗ có người đã bị chết đuối ấy, thường có người chết đuối chính là chỗ được gọi là quỷ kiếm người chết thay. Hãy nên ở nơi ấy lập một cái mốc gỗ, phía trên dùng một tấm sắt tây trắng thật dày, khắc 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Chữ phải to để thấy được từ xa, phải tồn tại được lâu ngày thì sẽ dứt được cái họa ấy. Do lòng từ của người khắc những chữ ấy sẽ cảm được từ quang của Phật gia bị, từ dài bảo đảm chắc chắn không còn cái họa ấy nữa. Do đây có thể thấy được sự từ bi của Phật chẳng thể nghĩ bàn. Cách cầu siêu cho người đã khuất chỉ có niệm Phật thật là bậc nhất. Thí thực trong đời nay đều là hình thức mà thôi. Do vậy trong bằng thỉnh tăng niệm Phật buổi tối phóng mông sơn sẽ có lợi ích thật sự. Kinh sám pháp sự của đạo gia thường là trộm lấy những danh nghĩa trong Phật Pháp rồi bịa đặt ra. Tăng thí thực còn có được lợi ích thật sự thì đạo sĩ thí thực há độ được vong ư? Chẳng qua mượn chuyện này để dối người mà thôi. Bị oán quỷ dẫn đi, ước về sự thì tợ hồ chịu khuất, nhưng ước về nhân thì chẳng phải là khuất. Đối với những điều đã dạy trong quẻ xăm, há nên chấp chặt. Bởi sự có một vài biến hóa, xăm chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Ngay như lời giáng cơ còn có khi chẳng ứng nghiệm, cũng chỉ là lời thơ trong quẻ xăm. Nếu vợ chồng ông bỏ con gái bên sông rồi đi về, đứa con gái bị chết đuối, thì vợ chồng ông có lỗi, chứ nó ở trong nhà, rốt cuộc tự đến chết nơi sông. Ông tự bảo đó là lỗi mình thì thành nói xàm rồi. Thật vậy đó, ván chớ nên kết. Đời trước đã kết, đời sau chịu quả báo. Còn quỷ ấy há không có nhân gì lại có thể lôi được đứa con gái ấy xuống sông ư? Do vậy có thể biết là nhân quả vĩnh viễn không bị mất vậy. 5. Phật Pháp viên thông vô ngại. Cố nhiên mật tông có chuyện chẳng được ác giả lên truyền dạy, mà cứ tu học mật Pháp thì là trộm Pháp, chính là nhằm thể hiện ý tôn trọng Pháp đến tột cùng, chứ không phải nhằm vĩnh viễn đoạn trừ mật tông. Nếu theo như lời ông nói, trừ thọ tam muội ra giới, chẳng thể niệm Mông Sơn thí thực, thì không riêng gì Mông Sơn thí thực, ngay cả hết thảy chú cũng đều chẳng được niệm, vì chưa được ác giả lên truyền dạy. Nhưng từ xưa đến nay, người bình thường niệm các chú đại bi chuẩn đề có cảm ứng rất nhiều, thậm chí nhà nho từ bia thiếp mà biết có tâm kinh, mắc bệnh sốt rét bằng gượng bệnh niệm kinh thì con quỷ gây bệnh sốt rét bèn tháo lui. Nếu đúng như ông nói thì con quỷ gây bệnh sốt rét sẽ càng thêm đắc thế. Này kể cùng ông một thí dụ. Ví như bậc quân tử đức dày lấy thân làm gương để dìu dắt người khác, người trong một lạng nghe theo sự chỉ huy, thảy đều an phận giữ mình. Người ấy do lấy thân làm gương để dìu dắt người khác vượt hơn quan phủ phát ra hiệu lệnh buộc dân thi hành, chớ nói sự cảm hóa bằng đức của người ấy trỗi hơn quan phủ. Nếu bắt chước quan phủ phát ra hiệu lệnh buộc người ta thi hành thì mọi người đều cho đó là phản nghịch. Chỉ dùng tụng chú để tự tu trì thì có ích, còn nếu tự tiếng mạo thì sẽ có tội. Như thế thì chẳng đến nỗi đoạn diệt mật tông, mà cũng chẳng đến nỗi phá hoại mật tông. Người thời nay phần nhiều dùng tình kiến phàm phu để nói Phật Pháp, vì thế khắp mọi nơi đều trở thành gai góc, không chỗ nào để đặt chân bước đi được. Tiếng mạo là dối xương a xả lê, tác pháp nào có trở ngại gì. Vẽ chữ vạn để quán tưởng đều có thể chiếu theo nghi quỹ, nhưng chớ nên tự xưng là đã được a xả lê quán đảnh. Ai biết được nghĩa này thì lời khuyên của Quang càng thêm rõ ràng. Người thời nay học Phật đều bằng cái tâm mù quáng, khiến cho pháp nào cũng bị trở ngại, pháp nào cũng chẳng thành, đáng than cùng cực. 86. Từ trả lời cư sĩ Trầm Lai Vân, năm Dân Quốc 21, 1932. Hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, đều sẽ thành Phật. Điều đáng lo là trái giác hợp trần, chẳng chịu quay đầu về thì Phật không làm thế nào được. Nếu chịu quay đầu thì kẻ trước kia trái giác hợp trần, bất niệm thành cuồng, nay sẽ trái trần hợp giác, chế ngự được ý niệm thành thánh vậy. Do tự tâm sẵn có Phật tánh, đồng từ của Phật nhiều kiếp thường rủ, huống chi di phạm khuôn mẫu để lại của lệnh nghiêm, lệnh cô trượng vẫn còn, thật đúng là hễ cầu bèn được. Quang đã già rồi, tinh thần chẳng đủ, vì thế trốn sang chùa Báo Quốc ở Tô Châu. Chùa này đã không có bất động sản, mà cũng chẳng có chuyện thủ tiếp, chỉ có mấy người kết lầu tranh trú ngụ, suốt ngày đóng cửa sống qua ngày. Nay do lòng thành của ông muốn khai thị nhiều thì sẽ mệt nhọc khôn ngằn, nay gửi cho ông Văn Sao ra ngôn lục, mỗi thứ một bộ, xin đọc kỹ rồi hành theo đó, thì ông cũng sẽ đạt được những gì lệnh nghiêm, lệnh cô trượng đã đạt được. Nhưng muốn sanh về tịnh độ ắt cần phải giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành thì mới được. Nếu không tâm trái nghịch với Phật, khó được lợi ích thật sự, giữ vẹn luân thường. Vừa nói đó chính là tận lực hành hiếu đễ, trung tín, lễ nghĩa, liêm sỉ, cần phải thực hiện thật sự giữa cha con, anh em, vợ chồng, bè bạn. Nhưng bổn phận làm con còn dễ chọn dễ biết, chứ bổn phận làm cha mẹ của người khác thì khó chọn khó biết. Rất nhiều kẻ mù quáng quấy rối hết ngày nay, tuy là tội của bọn họ nhưng xét đến cội nguồn thì đều vì cha mẹ họ chưa hề đem đạo lý làm người và sự thật nhân quả bảo ban. Những gì họ được dạy dỗ đều là chú trọng suy nghĩ mưu mẹo lường gạt, nên mới đến nỗi xấu hẻm như thế. Do vậy nói rằng nếu con người khéo dạy dỗ con cái thì gia đạo tự được hưng vượng, thiên hạ thái bình. Khi con cái vừa mới hiểu biết, xin hãy đem ngay những chuyện con người nên làm và những điều chứng nghiệm thật sự về thiện ác nhân quả thường nói với chúng, thì con cháu nhiều đời về sau đều trở thành hiển nhân, thiện nhân. Do vậy đây là nguyên do tại sao bổn phận của người làm cha mẹ so với bổn phận của kẻ làm con cái khó thể chọn hết được vậy. 87. Thư trả lời cư sĩ Thái Tích Đỉnh ở Hải Môn, ba lá thư. 1. Điều ông chấp thuộc về đoạn kiến. Chẳng biết một niệm tâm tánh của con người chúng ta chẳng phải thường, chẳng phải đoạn. Vì sao chẳng phải đoạn? Trước không có khởi đầu, sau không có kết thúc. Nếu có khởi đầu và kết thúc là rớt vào đoạn kiến. Vì sao chẳng phải thường? Bản tánh thường nhiên bất biến nhưng lại có ý nghĩa tùy duyên. Hễ gặp duyên ngộ tịnh sẽ thành thanh văn duyên giác Bồ Tát Phật. Tuy viên thành Phật đạo nhưng tâm tánh chọn chẳng tăng, chỉ bỏ hết vọng tưởng chấp trước, khôi phục tâm tánh sẵn có mà thôi. Nếu gặp duyên mê nhiễm bèn thành trời người, Atula, quỷ, súc sanh, địa ngục. Tuy luân hồi trong sáu nẻo, tâm tánh chọn chẳng bị giảm. Chỉ do vọng tưởng chấp trước che lớp bản tánh như mây che mặt trời, nhưng mặt trời vẫn y như cũ, không bị hao hụt. Thuở ban đầu ông học phép Châu Thiên Đại Đạo, đây chẳng những không phải là Phật pháp mà cũng chẳng phải là phép của lão tử. Hãy thử xem đạo đức kinh của lão tử có câu: ngô hữu đại họa, vị ngô hữu thân. Ta có mối lo lớn là vì ta có thân. Ngoại đạo đều chú trọng trường sanh bớt lão và thành Đại La thần tiên. Nếu trở thành thần tiên nơi cung Đại La, xưng thần bày tôi dưới hy tỏa của Ngọc Đế, liền cho là vinh dự không chi hơn được. Chẳng biết Ngọc Đế vẫn còn thuộc trong độc đạo, huống gì những kẻ xưng thần dưới hy tỏa Ngọc Đế. Hơn nữa ông nói lúc trời đất mở mang, chúng sanh từ đâu đến ư? Chẳng biết trời đất giống như nhà cửa, khi dựng xong cái nhà mới thì những người ở trong căn nhà cũ đã bị phá trước kia đã phải di cư sang nơi khác, nay theo như cũ trở về chốn xưa. Đến khi nhà cửa sắp hư sẽ di chuyển sang nơi khác cũng giống như thế. Vì vậy kẻ có tội nghiệp sẽ di cư sang ác đạo trong thế giới phương khác, người có công đức sanh vào nhị thiền thiên. Sơ thiền hoại 7 lần thì nhị thiền mới hoại 1 lần, nhị thiền hoại 7 lần thì tam thiền mới hoại 1 lần, đây gọi là tam tai. Cõi trời tứ thiền vĩnh viễn không bị hư hoại. Khi tam thiền hoại, những chúng sanh có công đức đều sang lên tứ thiền. Lại nữa, ông đã tin vào pháp môn tịnh độ, sao không sốt sáng tu hành, lại cứ lầm lạc muốn trở thành Phật thông gia, hỏi những chuyện chẳng liên quan đến phận mình như vậy. Ông vốn mang tánh chất ngoại đạo, coi ngoại đạo là Phật pháp, coi Phật pháp là ngoại đạo. Những niềm tin hồ đồ này lẽ ra chẳng nên trả lời, nhưng thật sợ, biết đâu ông có duyên với Phật, nhờ đây có thể phản tà quy chánh cũng không chừng. Vì thế khuôn ngăn dài dòng một phen, nếu hứa tin được thì cứ chiếu theo gia ngôn lục mà tu, ăn được lợi ích lớn lao. Nếu muốn vô phang sự biện luận mù quáng của chính mình, cứ gửi thư tới thư lui để hỏi han, chắc chắn tôi sẽ không trả lời. Vì sao vậy? Đã chẳng thể lãnh hội, vẫn chấp mê là đúng. Ai rảnh rỗi tâm tư để biện luận cùng ông những chuyện chẳng liên quan đến thân tâm tánh mạng của chính mình cơ chứ? Tôi vốn muốn phê đại lược vào thư ông, hiểm rằng ý nghĩa lời phê quá sơ sài thì lòng nghi của ông vẫn chẳng thể giải quyết được, vì thế mới tiếp tục viết hai trang. 2. Năm ngoái đã phải rào duyệt sách không rảnh rỗi, sau đó lại bị bệnh không rảnh rang để sửa sách, cho nên chỉ bảo Lý Viên Tịnh gửi pháp danh Đức Tịnh cho ông mà thôi. Những gì đã được nói trong văn sao đều là khai thị, nhưng ra ngôn lục lại tòm góp những khai thị trọng yếu vào một chỗ, khá dễ lãnh hội. Cần gì cứ phải có một lá thư trả lời trong lúc trăm chuyện bận bịu. Những kẻ hoằng pháp hiện thời đã đa phần tự khoe thượng căn lợi khí, lại còn dùng cung cách thượng căn lợi khí để đối xử với người khác, nên chẳng chú trọng chỉ danh cầu vãng sanh, chỉ mong mỏi khai ngộ. Điều này phải do chính bản thân người tu hành tự lượng thì mới nên. Nếu người ấy có thể khai ngộ, hiểu giáo lý, lại có thể đoạn sạch được kiến hoặc và tư hoặc, thì còn chi tốt bằng. Nếu chẳng thể, lẽ đương nhiên nên y theo tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Đấy là sách lược quyết định tốt đẹp, có 102. Nếu không về mặt gieo thiện căn, quả thật là có, nhưng với chuyện liễu sanh tử, sợ rằng khó thể dự đoán được số kiếp nào sẽ có thể liễu thoát được. Ông ở trong hàng ngoại đạo đã lâu, ông đã sanh lòng tránh tín, thì phàm lời ăn tiếng nói xử sự trở nên giống với bọn họ, có lẽ sẽ chuyển được tà chấp của họ. Điều cần thiết bậc nhất là phải giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành. Nếu cần thiết thứ hai, điều cần thiết thứ hai là phải có đủ lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, chỉ danh hiệu Phật, chẳng để cho tâm danh lợi và cầu mong phước báo trời người chớm nảy chút nào, thì có thể gọi là đức tịnh. Tức là như Kinh Duy Ma đã dạy, dục sanh tịnh độ, đường tịnh kỳ tâm, tùy kỳ tâm tịnh, tắc Phật độ tịnh. Muốn sanh tịnh độ nên tịnh cái tâm, hễ cái tâm đã tịnh thì cõi Phật sẽ tịnh. Tâm có ô uế làm sao sanh về tịnh độ cho được. Nếu muốn hóa độ người khác, quả thật chẳng cần phải bày vẽ môn đình, chỉ nên bảo mọi người ai nấy ở trong nhà của chính họ tu chỉ những điều vừa nói trên đây là được rồi. Nếu muốn lập một tổ chức hẳn hoi thì chỉ cần mượn một chùa miếu nào đã có sẵn để làm chỗ đề xướng mỗi kỳ tùy theo nhân sự để hạn định, hoặc là mỗi tháng 2 lần, hoặc là mỗi tuần 1 lần, trở nên lãng phí tiền tài. Mọi chuyện phải lấy tiết kiệm làm điều tránh yếu. Nếu muốn xây cất ngay thì trong lúc này thời cuộc gian nan, không những khó thể thành tựu mà còn rất có thể chuốc lấy những họa hoạn khác. Suốt đời Quang chẳng ưa bày vẽ, cho nên suốt đời chẳng làm chủ nhân, chẳng thâu đổ đệ, chỉ là một ông tăng ăn nhờ ở đậu trong chùa người ta. Mười mấy năm gần đây, do bên ngoài đồn thổi, mọi người lầm nghe, tưởng Quang là thiện tri thức đến nỗi bận bịu khôn cùng. Nay đã 70 tuổi rồi, làm sao có thể thường bận bịu cho được. Vì thế muốn gấp ẩn cư, cự tuyệt hết thảy chuyện tình nghĩa qua lại. Tôi sẽ qua Thượng Hải ẩn giật mãi mãi, từ giày đừng gửi thư tới nữa. 3. Đệ tử Phật cúng tổ tiên. Lẽ đương nhiên nên lấy tụng kinh chỉ chú niệm Phật làm tránh. Đốt giấy vàng bạc cũng chẳng nên bỏ, bởi chẳng biết chắc tổ tiên đã được vãng sanh ngay hay chưa. Dẫu chắc chắn được vãng sanh ngay, cũng chẳng ngại gì giúp cho kẻ chưa được vãng sanh chi dùng. Người thọ ngũ giới nên đắp mạng y, là loại y có 5 điều thẳng, chứ không phải là loại y 5 điều gồm một miếng dài một miếng ngắn. Này thì y 5 điều một dài một ngắn, y 7 điều 2 dài 1 ngắn. Hàng tại gia đệ tử thường đắp loạn xạ, thật là tiếng Việt, lạm danh vượt phận. So với chuyện tiếng Việt này, chẳng thà không đắp y còn tốt hơn. Nếu muốn đắp y thì chỉ nên trong lúc lễ bái mới đắp, chẳng nên thường đắp đến nỗi rối loạn nghi thức quy củ. Cụ có nghĩa là tọa cụ. Cụ vốn có tên là tọa cụ để dùng trong lúc ngồi, nước ta lại thường dùng trong lúc lễ bái. Hễ theo đại chúng thì không thể chẳng dùng, còn tự hành thì dùng hay không tùy ý ta, đang còn như thế, huống gì là cư sĩ ư. 88. Thư trả lời cư sĩ Lương Huệ Đống, năm Dân Quốc 21, 1932. Quang già rồi không có tinh thần để khai thị, do ông đề xướng pháp môn tịnh độ nên nay gửi cho ông Tịnh Độ Thập Yếu, Phật Học Cứu Kiếp Biên và bức thư dài, tức một lá thư gửi khắp. Y theo đó, tu trì sẽ tự được lợi ích thật sự, nhưng đã đề xướng Phật học, ắt phải chú trọng đến pháp niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Nếu không chỉ là gieo thiện căn, chẳng thể liễu sanh tử ngay trong đời này. Hơn nữa, tại quý địa, ngoại đạo rất đông, bất luận là loại ngoại đạo nào đều chớ nên tu trì theo pháp của chúng. Nếu học Phật mà vẫn tu pháp ngoại đạo sẽ trở thành cái tội hoại loạn Phật pháp, gây lầm lạc nghi ngờ cho chúng sanh. Đã học Phật pháp ắt phải giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, kiêng giết, bảo vệ sanh mạng, tín nguyện niệm Phật, quyết định cầu sanh Tây Phương cực lạc thế giới. Dùng những điều ấy để tự hành dạy người, ngõ hầu trong là gia đình quyến thuộc, ngoài là hết thảy những ai hữu duyên đều cùng tu pháp này, cùng hưởng lợi ích này. Này đặt pháp danh cho ông là Huệ Đống, nghĩa là dùng trí huệ của Phật để làm giường cột cho cõi đời. Ngõ hầu, những người cô đơn không nơi nương tựa, cùng được nương nhờ, che chở dưới mái nhà Phật pháp lớn lao này. Nếu chịu nhìn vào danh, nghĩ tới nghĩa, sẽ chẳng buông bỏ cuộc đời này và dịp gặp gỡ này. Hơn nữa, những điều nói trong bức thư dài đều là những chuyện thiết yếu. Khi sanh nở, niệm thánh hiệu Quán Âm thật sự là chuyện quan trọng bậc nhất trong đời người. hãy nên bảo với hết thảy mọi người, thì sau này chẳng những không ai phải chịu nỗi nguy hiểm đau khổ, mà con cái sanh ra còn được yên vui, không có các tai ương. Tiếc rằng người đời không biết, nên đến nỗi thường chịu khổ sở chẳng kham, hoặc đến nỗi cả mẹ lẫn con đều chết. Đáng buồn thay. Tịnh Độ Thập Yếu là sách quan trọng nhất trong pháp môn Tịnh Độ. Bản ấn hành lần này lại thêm vào mấy cuốn sách quan trọng, mấy bài văn thiết yếu. Có được cuốn sách này y theo đó tu trì, ví như mặt trời rực rỡ giữa trời, đi trên đường lớn của vua, tiến thẳng về phía trước, chọn không lầm lẫn. Những kẻ đứng ngoài cửa thường chẳng cho những điều đã nói trong sách là đúng, liền cầu bí pháp miệng truyền tâm trao. Đấy chính là quen thói nghe theo tà thuyết. Phải là miệng truyền tâm trao thì mới có thể đắc đạo của ngoại đạo, rồi tưởng làm Phật pháp cũng giống như vậy. Đáng buồn, đáng đau, chớ nhiễm tà kiến ấy. 89. Thư trả lời cư sĩ Vu Quý Tịnh, năm Dân Quốc 22, 1933. Muốn học Phật phải giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành thì mới được. Chẳng thể làm hiển nhân thiện nhân trong thế gian, làm sao được lợi ích chân thật nơi Phật pháp. Mẹ ông đã ăn chay trường niệm Phật, hãy đem tông chỉ Tịnh Độ và những nghĩa lý tu chỉ quan trọng kể cho mẹ ông nghe. Ngõ hầu mẹ lẫn con cùng sanh về Liên Bang. Lại phải đem pháp này nói với khắp hết thầy bạn bè hữu duyên. Ngõ hầu mọi người cùng được gội ân giáo hóa của Phật, cùng tu tịnh nghiệp, cùng sanh về Tây Phương. Ông đã tốt nghiệp trong cõi đời, lúc này tuyệt đối chớ nên xuất gia, huống chi mẹ ông lại không bằng lòng. Ngay cả bế quan cũng không cần. Nay tôi vì ông tính kế, ông có thể làm thầy giáo trong trường tư thục, hoặc trong coi sổ sách cho công ty người khác, đều có thể nhận được một ít lương bổng để sống qua ngày. Nhưng cần phải chuyên cần đọc sách, sao cho văn tự thông suốt thì mới nên, chứ có biếng trễ lười nhác đến nỗi chẳng có thành tựu gì. Pháp danh của ông vốn sẵn có hai chữ Quy Tịnh thật hay. Cổ nhân nói: túng nhiên sanh đáo phi phi tưởng, bất như Tây Phương quy khứ lai. Phi phi tưởng dẫu được sanh, chớ hề bằng được trở về Tây Phương. Nếu có thể chất phát niệm Phật thì nương theo nguyện thuyền của Đức Di Đà trở về quê hương cực lạc Tịnh Độ là điều có thể đoán chắc. Đây chính là điều ngàn kinh muôn luận đầu đầu cũng chỉ dẫn hướng về. Nếu chẳng trở về đây, chắc chắn sẽ như đứa con nghèo túng, chẳng biết quê cũ, chẳng nhớ cha lành, các phận lênh đênh quê người, lê la khe rãnh. Nếu chẳng so đo, chẳng bán đi tính lại, cứ nhất tâm quay về, bởi biết tự tánh vốn sẵn thanh tịnh, còn có chỗ nào để cầu tướng quay về và tướng tịnh nữ? Cổ nhân lại nói: tự thị bất quy, quy tiện đắc, cố hương phong nguyệt, hữu thủy tranh. Tự mình chẳng về, về liền được, gió trăng quê cũ há ai rảnh. Quy tịnh, hãy trở về cõi tịnh, niệm tại đâu, nghĩ tại đó nhé. 90. Thư trả lời cư sĩ Tông Thành, năm Dân Quốc 22, 1933. Học đường hiện thời đúng là một cái bẫy hãm người, chẳng hãm trong đảng phái, sẽ lại hãm trong tự do luyến ái, mặc tình chơi bời bừa bãi. Phải biết con người chỉ là một loài động vật cao 5-6 thước, mà sánh cùng trời đất xưng là tam tài, thì danh xưng con người cao quý không chi bằng được. Danh đã tôn quý ắt phải có thực chất đáng tôn quý thì mới có thể gọi là người, nếu không chính là loài cầm thú mặc áo đội mũ, do chẳng có khí phận của con người vậy. Tài chính là khả năng, trời có thể sanh ra muôn vật, đất có thể trở muôn vật, con người có thể kế thừa bậc thánh đời trước, giúp cho thế hệ tương lai học theo, giúp cho những chỗ mà sự sanh thành dưỡng dục của trời đất chưa thấu tới, nên cùng với trời đất xưng là tam tài. Nếu chỉ biết ăn uống trai gái, chẳng biết hiếu đễ, trung tín, lễ nghĩa liêm sỉ, thì còn kém hèn hơn loài cầm thú của một đời mang tên con người, chọn chẳng có khí phận của con người chút nào. Hễ một hơi thở ra, không hít vào được nữa, sẽ đọa vào địa ngục trải trăm ngàn kiếp, chọn chẳng có kỳ ra. Muốn được làm cầm thú còn chưa thể được, huống gì lại được làm người ư? Do ông thuộc đầu chẳng biết nghĩa này, nghe bạn đang dụ dỗ nên chơi bời bừa bãi, đến khi đã mắc bệnh phong tình, đau đớn không kham nổi, lành bệnh rồi lại ăn chơi, lại phát bệnh, lành bệnh xong lại phạm, cũng là kẻ chẳng biết tốt xấu, quá đáng, quá thiếu chí hướng khí tiết vậy. Phải biết đàn ông chơi bời bừa bãi và đàn bà lén lút tàng tịu với người khác chọn chẳng khác gì nhau. Người đời thường cho đàn bà lén lút tàng tịu với người khác là hèn hạ, nhưng đàn ông chơi bời bừa bãi lại chẳng bị chê trách. Đấy đều là vì chẳng biết ý nghĩa cái tên gọi con người nên mới có tri kiến hèn kém ấy. May là ông đã nhiều lần chịu khổ mới biết quay đầu, cũng là do thiện căn đời trước xui khiến. Nhưng Quang lại phải nói cặn kẽ nguyên do, vì sợ cái tâm ông chưa nguội lạnh, sau này có thể lại dẫm theo vết xe ấy. Do vậy muốn làm cho ông biết danh hiệu con người tôn quý, chẳng đến nỗi tự rủng rẫy, tự vứt bỏ bản thân, phải đem điều này khuyên dụ hết thảy nam nữ thanh niên đều cùng bẩm thụ danh xưng con người tôn quý, thực hành những điều lành trong thế gian là giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành. Lại còn phát Bồ Đề tâm, lợi khắp mình lẫn người đều cùng sanh lòng tin, phát nguyện niệm thánh hiệu Phật, cầu sanh Tây Phương để tu điều lành xuất thế, ngõ hầu đáng gọi là người. Tuy chẳng thể kế tục người xưa, nêu gương cho đời sau, giúp vào quyền sanh trường, dưỡng dục của trời đất như bậc cổ thánh tiên hiền, cũng vẫn có chút công đức kế tục người xưa, nêu gương cho đời sau, giúp vào quyền sanh trường, dưỡng dục của trời đất, thì danh xưng con người mới có thực chất, chẳng trở thành chuyện nói suông. Này đặt pháp danh cho ông là Tông Thành, Tông là chủ, là gốc. Tông Thành nghĩa là dùng lòng chân thật trí thành để tự hành, dạy người chẳng có chút nào hư giả mảy may và ý niệm xấu hèn, để đến nỗi cô phụ chữ người. Ngũ giới có thể tự trì trước, khi đã trì thật sự lâu ngày rồi thì lại tránh thức thọ giới nào khó chi đâu. Nếu tâm vẫn còn do dự thì đáng gọi là trò trẻ con đùa bỡn, chẳng những chính ông mắc tội lỗi mà Quang cũng có tội lỗi nữa đấy.